Sơn đã viết một bài mang tên Rồi Như Đá Ngây Ngô, và trong đó tôi thắc mắc một câu mà chắc quý vị cũng nghe và quý vị cũng thấy quen tai, đó là đôi khi thấy trên lá khô ngày em đã xa tôi. Tôi mong rằng giọng hát này là một giọng hát đẹp, có thể truyền tải được những âm điệu trong nhạc phẩm Rồi Như Đá Ngây Ngô đó. Và cô có một lần phát biểu rằng, và câu nói của cô làm mọi người nhớ đến, nếu giọng hát là một thứ nhan sắc thì cô ta có quyền hãnh diện về thứ nhan sắc ấy. Quý vị cũng vậy phải không? Trần Thu Hà!